Lựa chọn địa điểm thưởng thức ẩm thực tại các thành phố du lịch là mối quan tâm của khá nhiều du khách hiện nay. Đến với phố biển Nha Trang, ngoài những nhà hàng mang phong cách sôi động, du khách cũng có thể tìm cho mình không gian yên tĩnh khi thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Cà Phê List. Đây là đơn vị đã có hơn 40 năm phục vụ khách hàng địa phương với các loại hình dịch vụ điểm tâm sáng, cơm trưa, tiệc liên hoan gia đình, tiệc cưới, v.v. Nhà hàng chúng tôi đã có cái thương hiệu rất là lâu và nhà hàng đã được xây dựng trước năm 1975, đến nay là 40 mấy năm qua rồi. Thì khách đến đây họ có cảm giác được thưởng thức những cái thức ăn cũng như những cái thức uống rất là ngon và nguyên chất. Để trở thành điểm đến quen thuộc cho thực khách trong và ngoài tỉnh, đơn vị cho biết nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ càng từ các nguồn cung cấp uy tín. Trong quá trình chế biến, luôn chú trọng khâu an toàn vệ sinh thực phẩm từ khi sơ chế đến thành phẩm. Bên cạnh những món ăn truyền thống, thực đơn cũng được đầu tư đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực khách. Với những dịch vụ đã và đang cung cấp, nhà hàng trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng khi có nhu cầu thưởng thức ẩm thực trong không gian ấm áp, thân tình.